mừng qua đây nè. Dạ. Dạ. Cái xe này sang tên được không ạ? À? Cái này thì lúc đó mình mua là mua cái tiệm cầm đồ đó chị. Vậy hả? Là, nếu bây giờ chị muốn sang tên thì chị đã gửi cái tiệm cầm đồ nó làm tiếp tục cho. Vậy hả? Thì giờ hồi nãy thấy đăng lên mạng thấy hả? Hồi nãy lúc mà lấy chưa cái chuẩn bị này nọ lên thì để giấy tờ công ty rồi. Nếu mà giờ chị đợi mình thêm chắc chừng 50 phút nữa đi, mình chạy đến đó mình lấy cái đống đó về. Chưa có cờ quạt xe đây hả? Có mà tại vì không dính chủ á, cho nên là mình đi á. Alo. Mình đi gặp rồi. Mình chỉ làm cái đó chị. Thôi, rồi. Mình không phải chính chủ nên là đi mình sợ cầm kia theo mà nó rớt cho nên cái kia là mình để lại luôn rồi. Bây giờ mẹ em cũng khoái chiếc xe này dữ lắm. Bả nhìn chiếc xe này là có khoái lắm. Bây giờ phải Thì giờ nếu mà nghiêm chỉnh muốn mua thì mình chạy ra mình lấy cái cà vẹt ở nhà thôi. Rồi, cái này gì vậy? Cái cà quẹt phun tô. À, cà quẹt phun tô hả? Còn cái cà quẹt thiệt á là ở nhà bây giờ mẹ muốn mua thiệt. Bớt không thấy bớt không giờ giấy tờ mà mình làm hả? Bớt thì con muốn bớt bao nhiêu? Mà anh đăng lên vậy rồi anh bán vậy rồi anh định bớt em nhiêu? Hàm nằm bao thấy hả? Nói là cũng không có tính bớt đâu tại vì giá thì cũng tốt rồi. Coi cho nó thì các chị cũng biết rồi đó. Coi nó giá cả này nọ sao thì cho nó cũng đơn giản thôi, là cho nó bán nhiều thấy đó rồi. Thì nếu mà bớt thì mình bớt thêm một xíu thôi. Thì coi như là tiền này nọ để mà mọi người đi lo chuyện giấy tờ sang tên này nọ cho nó thoải mái lắm mà. Thì nói chung chắc tối đa mình nghĩ chắc chừng bớt thì chừng 46 thôi là mình không bớt được nữa đâu. Mới cỡ nhiều phần trăm vậy anh ha? Mới thành hay coi hả? Xe này 2017, đi được 8.000 cây. Chị ra coi đi, ra coi xe đi. Cái này mượn tiền trăm, còn cái này mượn tiền chục. Nào có hoài quăng xuống cầu Sài Gòn đó cậu. Đó. Còn có nghỉ luôn hả là? Nó khó đó, chắc cái giờ qua nó cũng qua ở 10 ngày nay rồi đó. Hai nữa đi, hai nữa không? Không. Hai nữa đi rồi. Nó mình có thông tin, nó nên mình đưa hết thông tin ra luôn. Ừ. Thì mình có hợp đồng với lại bên đó mà. Ở đó anh mua ở trong tiệm cầm đồ á hả? Cái thông tin cho mình luôn. Rồi cái tiệm cầm đồ đó, rồi mình muốn mà muốn sang tên thì mình đi lại ngay tiệm cầm đồ đó. Vậy hả? Bây giờ là mẹ muốn. Cái tiệm đó hình như là nó cũng nằm ở bên đâu đâu đó gần, hình như nó nằm ở đâu đâu gần Tân Phú hay quận 7 đó, cũng gần cái khu bên đó thôi. Bên mình quận 7 là quận 7. Ở 7 mình nằm ở Phạm Hùng mà. Mình ở và mẹ ở Phạm Hùng, con á thì ở quận 7. Con ở quận 7 ở bên Phạm Hùng là khúc nào ta? Phạm Hùng là quận Phạm Hùng đó. Đến lên Phạm Hùng nó gần vô đường Câu Lỗ mà mình ở đường Câu Lỗ. Còn em thì ở bên quận 7. Rồi bả thích quá, em mới sệt lên mạng rồi em nói là bả định mua xe, em nói thôi để con sệt lên coi có xe nào tốt không rồi con ấy cho mẹ. Cái này thì giấy tờ thì bên mình cầm đấy thì chị liên lạc với lại cái bên cầm đồ. Thì mình nói chung mình đăng thì có xe có làm sao thì cứ đăng vậy thôi, nhưng mà cà quẹt chính bỏ nhà phải không em? Ừ, giờ chứ chị cầm em chạy ra đó nó chỉ 10 phút là em có. Vậy thôi em anh vậy thôi chờ đây thêm xíu đi ha. Chờ chút xíu đi. Rồi rồi. Chờ lấy đồ đầy đủ đi cho nó dễ. Chị chờ chừng 15 phút nha. Rồi lấy cà quẹt chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.